Kinh số 22 Phật Thuyết Tịch Chí Quả Kinh. Trúc Đàm Vô Lan dịch. Kinh Tịch Chí Quả. Nghe như vậy, một thời Đức Phật du hóa tại vườn xoài Kỳ Vực thuộc thành Dương Xá, cùng chúng tỳ kheo 1250 vị. Lúc bấy giờ, vua A Xà Thí vào ngày rằm tháng 7, ngày Thọ Túy, cùng đông đủ bá quan quần thần quyến thuộc vây quanh, hết sức im lặng, an nhiên quan sát, bảo quần thần: các khanh nên biết, ta tu sửa như vậy mà sầu muộn vẫn không thay đổi. Tuy được chừng này tuổi mà cứ buồn thảm không dứt, vậy phải dùng phương pháp gì để tiêu trừ sự sầu muộn này? Có vị thần tâu với vua: nên dùng năm thứ âm nhạc để làm tiêu tán sự buồn lo. Có vị thần khác thưa: nên soạn những bài ca tuyệt diệu với kỹ nữ đẹp, với trống nhạc đờn ca, có thể làm tiêu sầu. Có vị thần tâu: nên dùng bốn loại tượng, mã, xa, bộ với binh sĩ dũng mãnh để tiêu trừ sầu muộn. Có vị thần tâu với vua: Bất Lan Ca Diếp, Mạc Kha Ly, Duy Cừu Lâu, A Di Suý Kỳ Gia Kim Ly, Ca Chuyên, Tiên Tỷ Lô Trì, Ni Kiền Tử, vân vân. Các vị tôn sư ấy, mỗi vị có 500 đồ chúng ở trong thành lớn này, nên nghiêm chỉnh xe lớn để đi gặp, cùng vui vẻ đàm đạo, có thể xa lìa sầu khổ. Khi ấy có đồng tử Y Dương tên là Kỳ Dực, đời Tấn gọi là Cố Hoạt, đang cầm quạt hầu vua. Nhà vua quay lại hỏi: tại sao riêng khanh im lặng, không trình bày ý kiến? Kỳ Dực tâu với vua: muốn các đức lo âu sầu muộn, nay có Đức Phật Thế Tôn cùng với chúng đệ tử ở tại vườn xoài, có thể đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ, thưa hỏi chỗ nghi hoặc thì sẽ được khai mở. Lúc đó vua A Xà Thế liền muốn gặp vị Thiên Trung Thiên, nên đáp lời Kỳ Dược rằng: lành thay, thật tốt đẹp, hãy cùng trạm đến để ý kiến. Kỳ Dược tuân lệnh sửa soạn 500 thớt voi, 500 thệ nữ. Sửa soạn xong liền thưa: tâu đại vương, nay đã đến giờ. Nhà vua cưỡi một con voi tên là Nhân Điều, cùng đông đủ 500 quân hầu trước sau hộ vệ ra khỏi thành Dương Xá, thắp đuốc lớn. Lúc đó nhà vua sợ sệt, đứng lại không dám bước tới, gọi Kỳ Dược nói: Đức Phật cùng với bao nhiêu tỳ kheo có mặt tại vườn xoài ấy. Tâu rằng: có tất cả 1250 vị. Nhà vua nói: khanh không lừa dối ta chứ, khiến ta ra khỏi nước đi vào con đường nguy hiểm này. Mỗi lần trạm đến chỗ các vị phạm chí ngoại đạo, họ chỉ có 500 người mà âm thanh gian dội. Nay các tỳ kheo nhiều mà không nghe tiếng động. Kỳ Dược tâu với vua: xin đừng sợ hãi, thần không dám dối vua, không làm điều nghịch hại đến bậc tôn quý. Duy chỉ Đức Phật Thế Tôn luôn luôn yên lặng. Các đệ tử tinh tấn tu học cũng giữ phép im lặng. Cuối mong vua cứ đến trước để thấy được ánh sáng tuyệt cùng. Thấy Phật Thế Tôn và chúng đệ tử, tâm ý ngài liền vui mừng. Khi ấy, vua A Xà Thí từ xa trông thấy Đức Thế Tôn, liền bước xuống voi, cởi bỏ 5 loại nghi trượng, dương miệng, giải mũ, áo khoác báo, tràng hoa, quạt lông, và cởi kiếm, bỏ lọng, đi bộ đến giảng đường, hỏi Kỳ Dược rằng: Đức Phật ở chỗ nào? Đáp: vị ngồi ở trước chúng tỳ kheo đó vậy, oai thần sáng chói, công đức dòi dọi. Nhà vua đến trước Đức Phật hỏi thăm sức khỏe, chiêm ngưỡng dung nhan, rồi đứng qua một bên, quan sát chúng tỳ kheo của Đức Phật. Tất cả đều ngồi yên lặng, hết sức thanh tịnh, vô cùng di diệu. Lòng vua vui mừng, vòng tay hướng về Đức Phật bạch Thế Tôn rằng: tâm Phật vắng lặng, di diệu, vô niệm, các đệ tử cũng như vậy.
mong được khiến cho tâm trí của con cũng được vi diệu ổn định như vậy. Có một đồng tử tên là Bạch Hiền tâu với vua: Đại vương mong muốn được hạnh này chăng? Nhà vua bạch Đức Phật: Đúng như vậy, bạch Thế Tôn. Mong cho ai yêu mến chúng tăng, tâm người ấy hoan hỷ. Bấy giờ vua A Xà Thế bạch Đức Phật: Con có điều muốn hỏi, nếu ngài cho phép con mới dám hỏi. Đức Phật bảo: Muốn hỏi gì tùy ý. Nhà vua thưa: Có việc cần làm, có điều ước muốn, vui đùa ngủ nghỉ, hội họp, tính toán, số thuật là các đại thần mũ áo, trăm quan tùng thuộc, thái sử bói quẻ, biết chuyện nên hư. Được người cung kính, được đồ ăn thức uống kỹ nghệ. Hoặc vì cha mẹ mình, vợ con, nô tỳ mà cúng dường sa môn phạm chí, dâng cúng các vật hảo hạng để cầu được sự lợi lạc an ổn tốt đẹp. Có an lập thân trong pháp luật của Phật mà đắc đạo chứng quả chăng? Đức Phật đáp: Đại vương đã từng hỏi các ngoại đạo khác như vậy chăng? Nhà vua bạch Phật: Con đã từng đến Bất Lan Ca Diếp để hỏi điều này, rằng có người cưỡi voi, cưỡi ngựa, đánh xe, bộ hành, vui chơi ngủ nghỉ, hiệp hội trời người, của cải châu báu, kẻ hầu người hạ, các lực sĩ dũng mãnh, các đại thần mũ áo, trăm quan tùng thuộc, thái sử bói quẻ, biết chuyện nên hư, được người cung kính, được đồ ăn thức uống kỹ nghệ, hoặc vì tự thân cầu mong an ổn, hoặc vì cha mẹ mình, vợ con, nô tỳ mà cúng dường sa môn phạm chí, dâng cúng thượng phẩm. Làm như vậy, tôi có được chân chánh pháp luật mà vào đạo tịch nhiên chăng? Vị ấy liền trả lời con: Không có gì cả, cũng không có Thế Tôn trong đời, không có báo đáp ân lành, cũng không có tội phước, không có cha mẹ, cũng không có La Hán, người đắc đạo, cúng dường không có phước, cũng không có đời này đời sau, cũng không có người chuyên cần tu hành nhất tâm hướng về đạo. Mặc dù có thân mạng, sau khi mạng chung, bốn sự tan rã, tâm diệt trở về không, sau đó không còn sanh trở lại. Tuy chôn vào đất, mỗi phần tự hư thối, rốt ráo như hư không, không còn hiện hữu nữa. Như vậy bạch Thế Tôn, con hỏi vị tôn sư ngoại đạo, vị ấy lấy kiến chấp như vậy mà đáp: Tâm con nghĩ không, tại sao lại không tội phước báo ứng? Thí như có người hỏi xoài là loại gì thì lại lấy dưa trả lời, hỏi dưa thì lấy xoài trả lời. Bất Lan Ca Diếp cũng như vậy, lời lẽ điên đảo chẳng có đầu đuôi. Tuy nghe ông ta nói như vậy, con không thỏa mãn. Vua A Xà Thế bạch Phật: Con lại đến Mạc Kha Ly Cù Gia Lâu để hỏi sao gọi là tiểu xứ, dục xứ. Con người không có nhân duyên, có được thành người thanh tịnh không? Có tội phước không, hay là không biết không thấy chăng? Vị ấy cũng đáp: Không có đời này đời sau, không có tự lực và tha lực, không có tinh tấn. Tất cả mọi người đều có khổ vui theo như vậy. Nếu hỏi sáu thì lấy bảy đáp lại. Bạch Thế Tôn, thí như hỏi xoài thì lấy dưa đáp, hỏi dưa thì lấy xoài đáp. Vị ngoại đạo này cũng như vậy, ở trong nước của con, hỏi những điều cần hỏi thì lấy kiến chấp như vậy đáp lại. Những điều con hỏi không được giải đáp, con liền bỏ đi. Con lại đến A Di Suý, hỏi sao gọi là trụ xứ, dục xứ, làm sao ở trong pháp luật này chứng được đạo. Vị ấy đáp lại con: Tâu Đại Vương, người kia đến hỏi, tôi cũng đáp như vậy, bảo rằng có đời sau, có tái sanh. Tôi theo đó cũng nói có đời sau. Giả như có đời sau sanh lại ở thế gian, là có hay không? Như ý tưởng của tôi là có đời sau hoặc không có đời sau, hoặc có người đến hỏi như có đời sau hoặc không có đời sau, hoặc có vậy hoặc không vậy. Thí như có người hỏi xoài thì lấy dưa đáp lại, hỏi dưa thì lấy xoài đáp lại. A Di Suý cũng như vậy, hỏi về những phương pháp khác để tu hành đắc đạo của Sa Môn thì đáp lại con bằng những lời lẽ chẳng có phù hợp.
Tâm con nghĩ tất cả các đạo khác ở thành Dương Xá đều không thể khai mở nhằm tiêu trừ tâm sầu muộn của con. Vậy con nên đến chỗ nào để được gặp Sa Môn Phạm Chí khiến tâm ý con được khai mở, không còn ưu sầu? Gặp A Di Suý nói chẳng ích lợi gì, con liền bỏ đi. Con lại đến Ba Hưu Ca Chiên để hỏi sao gọi là sở trụ xứ. Hỏi qua về nguyên do của hàng súc sanh, ở trong luật pháp này làm sao để chứng đắc đạo? Vị ấy đáp lại con rằng, Tâu Đại Dương, như người được thọ thân này, không nhân cũng không duyên, không có tưởng cũng không cao ngạo. Tích lũy điều tàn hại, ngay chỗ trụ đứng mà được trụ xứ, do thế mà được thân. Cái không mất là cái được tưởng, biết tưởng. Cái tự lưu hành là tội phước thiện ác. Có người hoặc bị cắt, chém, hoặc mắt trông thấy, không có tranh tụng. Có thân thọ hết, nhưng không lo mạng chết. Kia không thể nói, ý muốn ta sẽ chết. Cũng không do chư thiên sắp đặt, mà nói con người thọ hết thì chết hẳn. Ở đây ái dục nhân gian là bụi bặm nhọc nhằn. Trời người thấy dục, và dục đó liền có năm giặc, 62 loại. 62 loại này không có chủng tánh. Nói đủ là 62 sự cùng với chủng tánh cùng sanh, không dùng tư tưởng đi vào tám nạn đều sẽ xả bỏ, thường được tăng ít, liền được an ổn. Đã được an ổn thường ở cõi trời, đã được ở cõi trời liền có 84 đại niệm cùng với huyễn thuật cùng sanh, cùng với vi diệu cùng sanh, liền khởi lên già bệnh khổ. Không có đạo nhân cũng không có phạm chí. Chủ trương như vậy, giới của ta thanh tịnh, lại xa lìa ái dục, dục đã diệt hết, thường theo bên thân. Thí như đốt đèn thì có ánh sáng, sự việc là như vậy, không có phạm chí đắc đạo. Thí như có người hỏi xoài thì lấy dừa đáp lại, hỏi dừa thì lấy xoài đáp lại. Vị Ba Hưu Ca Chiên cũng vậy, con hỏi về sự chứng đạo của Sa Môn thì ông ta lại đem việc già bệnh của con người mà trả lời. Tâm con nghĩ mình hỏi về đạo chứng, trở lại đáp như vậy. Nghe lời nói của ông ấy, trong lòng không vui, không được thỏa mãn, con liền đứng dậy bỏ đi. Con lại đến chỗ Tiên Tỷ Lô Trì để hỏi. Hỏi dục trụ ở đâu? Ở pháp luật này làm sao để thành đạo? Vị ấy đáp lại con. Tâu Đại Dương, giáo thuyết người soạn, việc người đang làm, bị chặt, bị cướp, sở kiến, lìa kiến, sở cầu đều chán, sầu ưu tự suy đập bình đất, lìa tham lam keo kiệt, phá nước hủy thành, tàn hại muôn dân, sát sanh trộm cướp, dâm dật nói dối, nói hai lưỡi, uống rượu đánh nhau. Tuy phạm những việc này cũng chẳng có tội báo gì cả, người bố thí cũng không có phước báo gì. Tàn hại bội nghịch, làm những điều ác, không tội không phước, không có cái được nhận, không có cái được làm. Không có nhân duyên, không có chí thành, cũng không có chân thật. Dẫu làm theo nghĩa lý, thiện ác không có báo ứng. Thí như hỏi xoài thì lấy dừa đáp lại, hỏi dừa thì lấy xoài đáp lại. Tiên Tỷ Lô Trì cũng như vậy. Hỏi về hành pháp để đắc đạo chứng quả thì lại trả lời đoạn tuyệt, không có tội phước. Tâm con nghĩ rằng duyên gì như vậy, không được thỏa mãn, liền bỏ đi. Con lại đến chỗ Ni Kiền Tử. Hỏi Ni Kiền Tử sao gọi là được trụ xứ, dục xứ. Có người thọ tội phước hay không? Những việc đời trước là gì? Người học đạo có đắc đạo chăng? Vị ấy đáp lại con rằng, Tâu Đại Dương, tất cả những gì hiện tại mà con người thấy được, có tội hay phước đều là do nhân duyên từ đời trước sanh ra. Do nhân duyên ái dục mà có già bệnh, đối với người học đạo có ý niệm về nhân duyên, nhờ sanh ra con cháu, sau đó mới được đạo. Thí như hỏi xoài đáp dưa, hỏi dưa đáp xoài. Con hỏi việc chứng đắc đạo, trở lại dùng kiến chấp hư vọng để trả lời. Con nghe vị ấy nói xong, không mừng không vui, liền đứng dậy bỏ đi. Vua A Xà Thế bạch Đức Phật.
con đã hỏi cùng khắp các vị tôn sư ấy mà không được mở bày, dám mong Đức Thế Tôn đấng chứa của báo xin hỏi những điều như vậy, mong Ngài giải đáp sự nghi ngờ cho con. Thế nào là quả tịch chí của phạm chí? Đối với pháp luật này làm sao để chứng đạo? Đức Phật bảo nhà vua: những điều vua muốn hỏi, ta sẽ vì vua phân biệt rõ ràng, khiến cho tâm nghi được khai mở. Trước hết ta hỏi vua, vua hãy theo ý mình mà đáp lại. Thế nào là đại dương? Nếu có người mặc quần áo đẹp, cung kính đứng hầu vua, đang tự mình hưởng thụ, người đó không thích địa vị và chỗ ở của mình, tâm tự nghĩ: vua A Xà Thế là người, ta cũng là người. Vua dùng năm thứ dục lạc để tự vui thích, y phục trang nghiêm, không thích chỗ ở, không ưa địa vị mình, ta nên lập đức để lìa các tội báo. Chi bằng ta hãy cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, làm sa môn, từ niềm tin ở nhà, bỏ nhà học đạo, liên thọ giới pháp, phụng hành điều ngăn cấm của đạo, không sát, trộm, dâm, không nói láo, hai lưỡi, lời độc ác, mắng nhiếc, không giận hờn, ganh ghét si mê. Ý của vua như thế nào? Có người đến chỗ vua tâu rằng, người đó khéo trang điểm, cung phụng hầu hạ vua, nhưng không thích địa vị, không ham chỗ ở mình, từ niềm tin ở nhà, bỏ nhà học đạo, giữ gìn thân miệng ý, không phạm các điều ác, tu hành 10 thiện nghiệp. Vua đối xử người ấy như thế nào? Nhà vua bạch Đức Phật: con thấy người đó liền hoan hỷ hỏi thăm, cung kính lễ bái, cúng dường y phục, đồ ăn uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc thang khi đau ốm. Đức Phật bảo nhà vua: người đó chưa thực hành đại pháp để chứng đắc đạo quả. Nhà vua bạch Phật: mong Phật thuyết pháp. Đức Phật bảo nhà vua: ta đối với thế gian là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Liền thuyết pháp, lời nói đầu cũng thiện, lời nói giữa cũng thiện, lời nói cuối cũng thiện, trí tuệ vi diệu đầy đủ, giảng thuyết hạnh thanh tịnh. Nếu có con của bậc trưởng giả tôn quý nghe Phật giảng thuyết kinh điển, đối với pháp luật của Như Lai có được đức tin tốt đẹp, lợi ích, tự thấy đối với Phật pháp có lợi ích lớn, liền được pháp nhẫn, nghĩ rằng sống ở gia đình bức bách bởi phiền não, còn người xuất gia thì không có ngăn ngại, liền nhất tâm trừ bỏ dục lạc, cho đến trọn đời phụng trì hạnh thanh tịnh, nghĩ rằng: ta muốn dứt bỏ nhà cửa, tài sản, quyến thuộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, từ niềm tin tại gia, xuất gia học đạo, xả bỏ dục lạc, làm sa môn, phụng trì giới tỳ kheo, 250 giới, không vi phạm điều cấm của đạo, hộ trì pháp luật, khi đi khi đứng đều có khuôn pháp, chẳng mất oai nghi. Ngay đó trừ được sở hữu, yên lặng kính phục, cẩn thận, nhất tâm bình đẳng, tu tập chánh giới. Vị ấy xa lìa sát sanh, không cầm dao gậy, tâm thường giữ lòng hổ thẹn, rộng làm an ổn tất cả chúng sanh, không làm chúng sợ hãi, trong lòng thanh tịnh, không thêm tổn hại, xa lìa trộm cắp, trừ bỏ sự lấy của không cho, hoan hỷ khi cho, tâm muốn xả bỏ, tâm niệm tư duy an ổn, thường tự giữ mình, trong lòng thanh tịnh, không cho thì không lấy. Vì ấy xa lìa dâm dục, tịnh tu phạm hạnh, giữ tâm trinh khiết, tiêu diệt tham dục ô uế, trong lòng thanh tịnh, không bị sắc mê hoặc. Vì ấy xa lìa nói dối, không còn hư dối, chưa từng dối trá, giữ tâm thành tín, an trụ trên sự thật, không phản bội lời thề ở đời, trong lòng thanh tịnh, không ôm lòng lừa đảo, không thích hai lưỡi, không dèm pha bậc có đức, chưa từng đồn đãi để bên này bên kia tranh giành, hòa giải những điều tranh tụng, làm tiêu trừ sự oán hại, trong lòng thanh tịnh, không nói hai lưỡi để gây thù hận, xa lìa lời nói ác độc, không thích chửi mắng, luôn luôn giữ tâm tự tại, chưa từng phóng túng buông lời bất thiện, lời nói du hòa, không nói lời thô ác,
ai nghe cũng tín phục, hân hoan, quy ngưỡng, trong lòng thanh tịnh, chưa từng chửi mắng. Xa lìa lời nói thêu dệt, phát ngôn đúng lúc, không có sự hủy báng, mưu hại. Ý nghĩa rõ ràng, lời nói an tường, tịch tỉnh không sai sót, phân biệt tình lý, trong lòng thanh tịnh, lòng không lời thêu dệt. Vì ý xa lìa vô minh, trừ bỏ tâm ngu si, không tham vật của kẻ khác, không tìm lỗi của người, xem thân mình như người, thường cầu được an định tuyệt đối. Trong lòng thanh tịnh, không ôm lòng ngu si, xa lìa sân hận, không có ý sân hại. Thường giữ tâm từ bi, dùng phương tiện khéo léo, thương xót, che chở cho cả loài côn trùng nhỏ bé. Biết xấu hổ, an ủi tất cả muôn loài. Trong lòng thanh tịnh, không ôm lòng sân hận, xa lìa việc ham ngủ nghỉ, tâm tập hạnh không, thường hành vắng lặng, chưa từng ngủ say, ý niệm muốn thấy ánh sáng, nghĩ muốn thức dậy, trong lòng thanh tịnh, chí không ngủ nghỉ. Xa lìa đùa giỡn, cười cợt, nói mê, hành động không dính mắc, không hung bạo, trong lòng thanh tịnh, chí không đùa giỡn. Xa lìa hồ nghi, tâm không do dự, giữ ý nhất định ở nơi pháp lành, trong lòng thanh tịnh, chí không hồ nghi. Xa lìa tà kiến, đời này đời sau, tín thí được phước, hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính hiền thánh, dân giữ tu hành theo đường thiện. Người có lòng tin, sau khi mạng chung được sanh trở lại, được lục thân, hành hạnh bình đẳng, trong lòng thanh tịnh, không có tà kiến. Xa lìa vua nịnh, trong lòng chân thật, không ôm lòng xảo trá, không dùng cân, đấu, thước tất để xâm chiếm, lừa dối cướp đoạt của người, không được trói buộc và bỏ người vào lao ngục, không hủy báng, không mong cầu, muốn được sáng tỏ, trong lòng thanh tịnh, tâm không vua nịnh. Xa lìa quan hệ nam nữ, không thích ở nhà với sự ái dục, vợ con, tiêu trừ hồ nghi, trong lòng thanh tịnh, không tham danh lợi, không nuôi nô tỳ, tứ hầu tỳ thiếp, không thích sửa trị gia đình, trong lòng thanh tịnh, không xử việc sằng bậy, không nuôi voi, ngựa, trâu, dê, không ưa súc vật, trong lòng thanh tịnh, không muốn cưỡi xe, không nuôi gà, chim, chó, heo, không có cầu lợi, trong lòng thanh tịnh, không chứa gà heo. Xa lìa nhà cửa, không trang sức phòng ốc, không tậu ruộng nhà, giường tược trái cây, trong lòng thanh tịnh, không giữ ruộng nhà. Xa lìa chỗ ngồi vàng bạc cao rộng, không thích nệm ghế, chiếu thêu thùa đẹp đẽ, trong lòng thanh tịnh, không ngủ giường cao. Xa lìa bảy thứ châu báu, không chứa ngọc quý, bỏ việc chơi đùa, không ham danh lợi, trong lòng thanh tịnh, không ham tài sắc. Xa lìa hoa hương, không thích các loại hương, thân không ướp hương, không có mong cầu, trong lòng thanh tịnh, không thích hoa hương. Xa lìa ăn phi thời, thường ăn một lần đúng ngọ, trọn đời giữ đúng kỳ hạn, trong lòng thanh tịnh, không ăn sai giờ. Cày đất gieo giống, trang nghiêm trung gian, thấy rồi mới làm việc của sa môn, nghiêm tịnh tâm mình, chiếu soi phá bỏ ưu sầu, trừ các uý hại. Thường hành chân chánh, tiết độ, tri túc, một lòng với đạo, rồi sau làm sa môn phạm chí, thọ nhận đồ ăn của tín thí, ngay nơi chỗ ở quận, nước, huyện, ấp, hành động như pháp. Cội rễ đã thường thanh tịnh, thân đốt nhành lá hoa quả cũng thanh tịnh. Đầy đủ các thứ thanh tịnh, hạt giống ý cũng như vậy, tại quận, huyện, ấp, làm sa môn, xa lìa việc đó. Nếu có sa môn phạm chí, là người đáng thọ nhận đồ ăn của tín thí, ngay chỗ mình ở phải khéo nhớ nghĩ đến tín thí, thường hành như pháp. Nếu có sa môn phạm chí, thọ nhận đồ ăn của tín thí, ở ngay trụ xứ, hành động không xứng, mong cầu đồ ăn uống, so đo tính toán, mong cầu hương hoa, y phục, giường nằm, tàng trữ châu báu, mong cầu những việc như vậy, sa môn đạo nhân đều phải xa lìa việc này. Nếu có sa môn phạm chí, thọ nhận đồ ăn của tín thí rồi, mà còn ngồi giường cao rộng, sử dụng giường báo, hành động không xứng, trang sức giường chỏng, vẽ màu thêu thùa chăn đệm, hoặc lụa là đẹp đẽ kinh hồn, toàn thân long dựng,
cầm nắm trang phất, cởi voi, xe, ngựa, để tôm cầu ăn ngon, thường ưa danh sắc. Sa môn đạo nhân cần phải xa lìa việc ý. Nếu có sa môn phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn tắm rửa tự do, hành động không xứng, bỏ bê sở hành, mình xông hương hoa, đòi hỏi cúng dường, không theo đạo lý, tay cầm dao, lọng, dùng chuỗi ngọc châu báu, đeo vào cánh tay, cổ tay, vào cổ, vào chân, thân thì mặc y phục trắng sạch, chặt đứt cây cối, sống và hành động như vậy, sa môn đạo nhân phải xa lìa diệt ý. Nếu có sa môn phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn tự trao chuốt thân thể, ở tại trụ xứ, hành động không xứng, như đấu voi, trâu, ngựa, gà, chó, dê, heo, đấu loạn giữa người nam, người nữ, người lớn, người nhỏ, đi xem chiến đấu và các lễ hội. Hành vi như vậy, mong cầu như vậy, sa môn đạo nhân phải xa lìa việc ấy. Nếu có sa môn phạm chí đã thọ nhận đồ ăn của tín thí mà còn tự trang sức thân thể, chỗ trú không hợp, hành động không xứng, chỉ làm nghề nghe đoán tiếng voi, tiếng bầy ngựa, tiếng xe, tiếng người đi bộ, tiếng trâu, tiếng dê, đánh trống, kỹ nhạc, ca múa, vui đùa, nói năng. Những pháp như vậy là đạo hạnh của người ngoại đạo. Sa môn đạo nhân đã xa lìa việc ấy. Nếu có sa môn phạm chí thọ nhận đồ ăn của tín thí mà chơi cờ, xu bồ, bài bạc, chỗ sống phi pháp, chỗ hành bất nhất, cùng nhau cạnh tranh, ném thẻ vào túi, leo cột, chơi cờ vua, chọi bò con, ném chén. Hành động như vậy là nếp sống phi pháp. Sa môn đạo nhân đã xa lìa những việc ý. Nếu có sa môn phạm chí thọ nhận đồ ăn của tín thí, thường cùng nhau gây gỗ, gặp thì tranh cãi nhau, hành động phi pháp, nếp sống phi pháp, sở hành không xứng. Rằng đây là pháp, đây là phi pháp, đây chẳng phải như vậy, đây là một pháp. Lời ngươi nói không đúng, sở hành của tôi đúng pháp, sở hành của ngươi không thích hợp, sở hành của tôi thích hợp. Ngươi có vấn đề, tôi không có vấn đề. Những điều đáng nói trước, ngươi lại nói sau, ngươi nói láo, ta đã thắng ngươi, ngươi không được gì cả. Chỉ làm các điều ác sẽ gặp nguy hại, ta được độ thoát, ngươi bị tổn hại, không được tự tại. Lời nói tranh tụng phi pháp như vậy, sa môn đạo nhân phải xa lìa những việc ý. Nếu có sa môn phạm chí thọ nhận đồ ăn của tín thí mà ngồi lại nói bậy, sở hành không xứng, như nói thế nào là vua, thế nào là giặc trộm, thế nào là chiến đấu, thế nào là ăn uống, thế nào là y phục nam nữ, kẻ lớn người nhỏ, nói việc đời, việc có nguyên nhân, chuyện tốt. Những việc như vậy là lời nói phi pháp.